Rồi hôm nay Miu Trò sẽ hướng dẫn cho các bạn cách chỉnh giờ của cái mẫu đồng hồ DHT18. Trước tiên là bạn giúp Miu ấn cái phím mode này 3 lần. Bạn sẽ thấy cái dây ở đây nó nhẹ nhấp nháy. Sau đó bạn cái việc ấn reset để nhảy sang giờ, và ấn nút trên đây để chỉnh cái múi giờ các bạn muốn chỉnh. Tiếp theo là ấn reset để nhảy sang phút, và cứ việc ấn ở đây để điều chỉnh. Ấn reset lần nữa nó sẽ nhảy sang số đầu này là tháng, và ấn lần nữa sẽ là ngày. Ấn lần cuối cùng sẽ nhảy sang thứ. Thứ ở đây sẽ là cái từ tiếng Anh nó được viết tắt. Khi mà các bạn đã chỉnh xong á, các bạn cứ việc ấn phím mod này, nó sẽ quay về home. Như vậy là xong. Để rồi, Mitchell cảm ơn các bạn.